chưa một lần anh thấy hối hận vì những gì anh đã chọn. Anh biết rằng trên thế giới này chẳng còn lại một nơi như em. Anh chẳng thể nào ngừng yêu em vì niềm vui bên em quá lớn. Dẫu thế nào anh sẽ chẳng bằng lòng để mất em trong cuộc đời. Nếu thật lòng em còn hoài nghi thì làm phiền nghe anh nói nhé. Anh có một tình yêu rất đơn giản, đơn giản như chính con người anh, rất chân. Rồi yêu thương đôi ta cùng phải tàng theo bao nhiêu cành hoa. Ngày mà em cẩn bước theo người ta, anh cũng ngà chẳng biết điều này xảy ra. Rồi nước mắt lại rơi trong đêm gào thét đau đến không còn em. Quan tâm cảnh bên cho anh mơ bờ vai lúc mà anh cần. Một anh đã biến hết tất cả sự thành tình cảm của em đã trao. Là xa rồi con tim em yêu thương không thành, chỉ là anh ngô nhân bấy lâu. Mình giữ nhau thật chặt nhé, nếu đi ta cùng đi. Mọi bao dông đều qua khi con tim cũng theo lý trí. Giữ nhau thật chặt nhé, nếu đi ta cùng đi. Mọi bão giông đều qua khi con tim cũng theo lý trí. Em thề là trái tim nhớ thương mỗi anh thôi. Em thề là sẽ luôn ở bên nếu anh không từ chối. Nói mấy câu hẹn kề ngọt trên môi, ai còn tin những thứ xa xôi. Có lẽ để cho em được yêu anh bằng tất cả những gì em đang có và sắp có và sẽ có. Chẳng cần biết anh có làm sao thì em vẫn mãi yêu anh. Chỉ tại phong chưa chuyển nhân số phong thông cũ trâu cháu đờ. Con gái mà mập thì gọi là gì? Mụ mĩm. Con trai mà mập thì gọi là gì? Theo. Con gái mà ốm thì gọi là gì? Bảnh vai. Con trai mà ốm thì gọi là gì? Thẳng nhẹ. Con gái mà cao thì gọi là gì? Thon thả. Con trai mà cao thì gọi là gì? Xào tre. Con gái mà lùn thì gọi là gì? Nắm lùn đáng yêu. Con trai mà lùn thì gọi là gì? Cái lùn. Những điều này đều nói lên những gì? Con trai không phải là động vật thì là thực vật. Phong cách của người yêu em là phải cao và mặc phong cách cùng. Anh rất sợ, sợ chuyện tình mình tan vỡ. Cười cười nói nói những sâu trong lòng là bao tâm đàn ông cho dù học văn giỏi đến mấy, học thức cao bao nhiêu thì khi mà cãi nhau thì vẫn cứ phải thua phụ nữ. Về khả năng diễn thuyết và giải trình của đàn ông sẽ rơi vào tầm vài tiếng đồng hồ, còn về phụ nữ thì nó sẽ tính bằng ngày, bằng tuần, bằng tháng và thậm chí là bằng năm. Về khả năng ngoại giao của các chị em phụ nữ thì không bao giờ phải bàn, họ có thể buôn dơ lê hàng tiếng đồng hồ với tất cả các anh chị em bạn bè thân thiết và cũng như là gia đình và thậm chí cả những người mới quen. Chưa hết đâu nha, các chị em phụ nữ của đàn ông trời ban tặng cho một loại phép thuật mà khi các chị em đã sử dụng đến cái phép thuật này
anh em chúng ta có đông đến mấy thì cũng sẽ thành sai, mà một khi đã sai thì lại càng sai, nói chung là còn cái nịt. Xin được trịnh trọng giới thiệu với anh em một bộ môn phép thuật của tất cả các chị em ai ai cũng đều có, mang tên giác quan thứ 6 âm. Và ngoài cái phép thuật thần thông biến hóa đấy ra thì các chị em còn được cả quý nhân phù trợ nữa khi mà gặp chuyện nha, mà anh em chúng ta mà giải thích mà mấp mồm một cái nha. Này này, anh có thích nói nhiều không? Anh cặp kè nhá nhá nhá. Tôi có trực giác mách bảo đấy. Tôi có trực giác mách bảo đấy, tôi chụp phi cái dép vào mặt anh bây giờ. Oh, that's so mad.